Thời tiết nay nhìn trời nó cứ đục ngầu ấy nhở. Ồ, lạ. À mà này, Tuấn Thảo, hôm nay đừng nghỉ đấy, xem nào vào viện thăm thằng Tú đi. Tú nào anh? Thằng Tú lớp mình ấy, hôm nó đi du lịch về xong nhập viện luôn, mày không nhớ à? Em không, có nhớ gì đâu. Ôi giời ơi, thằng Tú và thằng Tiến ấy, hôm hai thằng nó đi du lịch nhá, lỡ ngỡ thế nào gặp ngay cái biển à, cứu người chết đuối, thưởng ngay 1 triệu. Ôi dồi ôi, máu tham trong người nó mới nổi lên, hiểu không? Ôi dồi, hai thằng nó bàn nhau ạ. Một thằng nhảy xuống, giả vờ là người bị nạn đấy, còn thằng kia dình cứu. Ôi dồi ôi, bàn xong nha, thằng Tú nó phi người xuống biển, giả vờ vùng vẫy. Thằng Tú một lúc sau nó thấm mệt, vẫn chưa thấy thằng Tiến phi xuống cứu. Nó mới đập tay đập chân, nó gào om lên, nó bảo xuống cứu tao đi, xuống cứu tao đi, tao không chịu được nữa rồi. Thằng Tiến ung dung trên bờ, nó mới bảo thằng Tú lại, mày cứ đợi tí cho nó chìm hẳn đi, tao nhìn thấy đằng kia có cái biển này, vớt xác người được thưởng 5 triệu cơ. Tao đến bó tay với nó đấy. Thôi được rồi, chiều đi thăm nó, đằng nào chẳng được nghỉ mấy hôm. À. Mà hôm nào mọi người về quê thịt lợn đấy. Mai ngày kia bọn anh về. Trên này thằng Hiếu chưa được nghỉ quán cà phê, đợi nó lấy lương để xem về mua quà cho bố mẹ nữa. Được rồi, thì hôm nào về gọi em về cùng nhá, đi cùng cho vui. Thôi bây giờ đi về la nhá. Đi. Đi. Không biết xuân này được thưởng bao nhiêu, nghe nói sếp không thưởng mà lóng cày cày. Ai già, kinh nhờ. Tôi năm nay gần này tuổi rồi mà tôi chưa thấy trường hợp nhân viên nào lại như nhân viên này. Mồm lúc nào cũng kêu gào đòi thưởng Tết, thế mới hay chứ lệ. Ô hay anh cười nhờ. Em nhân viên xuất sắc. Anh thấy không, bình thường chúng nó đi làm nhá, nó làm có 26 công ấy, em làm ba mấy công, có khi tràn cả công ấy, đáng để thưởng quá chứ lị. Anh không thưởng, em đi làm bố quán khác. À thế à? Thế thì xin mời. Ây giời, kiểu đâu mà nhân viên dọa nghỉ đấy? Hả? À, nhân viên kiểu gì đấy? Quỷ à? Ây giời, mà thôi, anh đứng ra góc kia đi, để em dọn dẹp chứ đứng đây vướng tay vướng trần. Mà thôi này, 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 tao là chủ quán, chứ không phải là đồ bỏ đi nhá. Mày nói cái gì đấy? Hả? À, mày thích xỏ xiên không? Đâu, em nói đúng sự thật mà, em có xỏ xiên đâu. À, mày chết với tao, mày. Ơ, Nhung. May cho mày đấy nhá. Nhung ơi, Tết này vẫn giống Tết xưa, vẫn đi con mẹc, vẫn chưa có bổ. Nếu mà Nhung thích ô tô, Nhung yêu anh cái ô tô rời nhà. Em không thích ô tô, em thích đi bộ được chưa? Ui giời, đi bộ mỏi chân ấy, chết mệt ra. Em thích mỏi chân được chưa? Ôi dồi ôi, Nhung ơi, là Nhung anh đã bảo em bao nhiêu lần rồi mà em... Cái thằng này, mày... Anh Hoàng ơi, em bảo cái Nhung nó không thích ô tô ấy, thì anh cứ để em nhá. Em thích. Em nguyện là người nâng khăn sửa túi cho anh. Ôi dồi ôi, trong mặt mày khác gì có đứa ơi không? Anh Hoàng ơi, em bảo này, anh còn làm khó em trong cái mảnh đất vàng vàng nhà anh ấy, thì anh nghĩ thử xem, anh có thể làm gì cái Nhung nhà em, hả? Chuyện gì nó phải ra chuyện đấy chứ này. Thế nhưng mà em lại cứ thích chuyện nọ nó phải sọ chuyện kia cơ. Anh làm sao? Làm sao à? Đấy, Nhung thấy chưa? Em làm chứng cho anh nhá. Anh có bao giờ làm gì nó đâu, tự nó gây chuyện với anh đấy chứ. Thôi anh Hiếu, tôi ra đừng cà khịa anh Hoàng nữa. Nhưng mà nó láo. Ông ấy láo. Láo tát thẳng mặt à? Có tát thẳng mồm cho em, việc gì phải mất thời gian cà khịa. Anh thấy chưa? Anh thấy chưa? À, thằng này mày. Mày. Anh này. Chúng mày thừa calo, không có việc gì làm à? Vào xong kia, đếm tiền cho tao. Đang đến bỏ hết tay này, đi vào. Vâng, tại mày đấy. Có phải tại anh ấy? À, tại mày ấy. Tại anh ấy. Này. Đấy. Chồng, nhân viên đấy. Rộng tí là dỗi. Chả hiểu nhân viên kiểu gì. Tại anh nhá, tại anh mà làm chị Nhung xem mắng oan em đấy. À, thì tại mày đá vào đít tao, thì tao mới mắng mày chứ. Hoàng ơi, mày cứ thận đấy. Dạ. Mày làm sao cứ hở ra làm khó thằng Hiếu thế? Có mà cứ hở ra là nó lại làm khó em ấy, chứ em làm khó làm sao được nó. Mày tưởng tao không biết gì chắc. Nhà vệ sinh ngày cọ một lần, hai lần thôi. Đây à, mày bắt nó cọ 4 lần, đổ rác 6 lần. Mày định ép nó nghỉ việc à? Thì ai bắt nó cứ bướng với láo với em cơ. Chứ em cứ tự nhiên muốn như thế đâu. Mày bớt lại, nó là đứa làm được việc đấy. Vâng, chị bảo thì em nghe. Trong này là 3 triệu, mày đưa cho thằng Hiếu. Đây là tiền lương và tiền thưởng tháng này. Đưa cho nó sớm,
cho nó sắm Tết gì thì sắm. Thế là có thưởng Tết rồi. Tết này ấm rồi. Lương với thưởng của nó được tận 3 triệu á. Nhìn cái mặt nó ghét bỏ xừ á. Em không muốn lương với thưởng nó được cao thế này đâu. Bảo thì làm đi, nó xứng đáng mà. Có ai tăng ca nhiều như nó đâu. Thưởng động viên nó tí. Mà cái ông Hoàng buồn cười thật đấy. Chính ông xem bảo thưởng cho mình, nói nọ nói kia. Ghét thế không biết. Ai ơi. Đấy, chị Nhung xem thưởng Tết cho mày đấy. Trời, tiền vẫn về với người hiền thôi, rút thưởng sao được. Ừ, em xin nhá. Ô, 6 triệu á? Anh Hoàng, chị Nhung xem mà là mày làm tốt, chị ấy thưởng cho 6 triệu. Ơ, em cứ tưởng sao đây lại... Sao chăng cái gì? Nói chung là cái tiền nong này không liên quan gì đến tao cả. Đấy, được tận 6 triệu tiêu Tết đấy nhá. Tha hồ mà tiêu. Anh Hoàng, em cảm ơn anh ạ. Thôi, ơn huệ cái gì, làm việc đi. Mà này, cho anh gửi lời thăm sức khỏe bố mẹ ở nhà nhá. Với cả tối lên nhà anh cho ít chè ngon mang về cho bố. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Không có gì đâu, làm việc đi. Dạ vâng. Về đến quê yên bình thật đấy. Không khí Tết á, tràn ngập khắp quê mình rồi chúng mày ạ. Đi đến đâu cũng ngửi mùi bánh chưng này. Gì chứ, anh Hiếu không về quê á thì không có bánh chưng nhân thịt rồi. Ui giời, mày nói quá ấy. Lương tao được bao nhiêu mà. Không, ý em là anh không về quê á, đấy đâu ra lợn cho người ta thịt. Này, tiên sư bố này nghĩ sao? Mày bảo ai lợn đấy? À? Em bảo anh đấy. Ai đánh nhau rồi, mà đi bà. Mà này Nhung ơi, năm nay mày chưa bị đuổi vì cái tội ấy chẳng mấy chờ à? Ờ nhở, nhắc em nhớ đấy, em quên mất cái đoạn đấy. Năm nay kiểu gì cũng bị hỏi là người yêu đâu cháu, bao giờ lấy chồng. Ui, đau hết đầu. Thì mày cứ bảo là mày bị len, mày thích con gái, thế là xong đúng không? Này, tôi suy giải cho con nhá. Tao suy đúng rồi còn gì. Đi. Ê, Tết Tết này quần áo màu mày phết nhở? Bố nói với Trương chưa? Chưa. Anh Trương. Anh Trương. Ô mày đưa. Về rồi đấy à? Vâng, bọn em vừa về. Anh đi đâu mà cầm hành thế này? À, anh ấy anh để làm rồi, với nấu cho lòng. Chúng mày về cất đồ đi, xong xa nhà anh. Hôm nay nhà anh thịt lợn, nhà chúng mày cũng ăn chung đấy. Ê, cháu lòng á, à. Đúng món tủ em luôn. Thôi đi. Để anh đưa chúng mày về. Được rồi, anh đi của em. À, có... tí ở bố sao uống rượu nhá. Ôi trời ơi, không, không, con này được ấy, bé tí được ấy, biết bảo bố. Ủa ôi, lợn được anh Dương ạ. Được không? Lợn nhanh là lợn sạch đấy. Chỉ có cho ăn rau mày ở bông rượu thôi. À. Mà này, tôi ở lại uống rượu với anh. Nhưng chả mấy khi mày về. Được luôn anh ạ, à. Đúng tủ em. Anh Tuấn ơi, lúc nào lên thành phố nhớ mang tóc mỡ lên để xào dưa nhá. Trời ơi, khôn thế. À mà này, con Nhung đâu nhỉ? Chị Nhung về tắm giặt trang điểm chắc tí sang giờ đấy. Ui giời, anh con này, chua lẻ mẻ, lại còn trang điểm nữa, tao sợ đấy. Con gái chỗ mày đúng phức tạp. Toàn người nhà sang đây xinh đẹp với ai mà phải trang điểm. Thì kệ, con gái thế. Ui giời, nó là bốt sủ nhá. Ừ. Anh Hiếu, anh mày vào anh thích anh. Ờ, được luôn anh. Đi. Cái Nhung sao nhỉ? Nó kêu gì nhỉ? Ra xem nó thế nào. Đi. Ngọc ơi, xuống lấy chân giò đi. Khổ quá, đã bảo là tránh ra, cứ bấm ra như đỉa. Đi theo tư thành phố về đến nông thôn, không cho người ta ăn Tết à? Hả, anh không ăn Tết à? Anh chơi một ngày yên ổn cũng được không hả Hoàng? Chả hiểu sao ấy, ông trời lại sắp đặt quê anh ở cạnh quê em. Hôm nay về anh mới biết đấy. Mà Nhung này, đấy không phải tự nhiên nó thế đâu, mà là do định mệnh đấy. Ý, định mệnh, cái gì mà định mệnh? Anh tránh ra em đấm bây giờ. Ô, ôi ôi ôi, cáu gì mà đáng yêu thế. Đấm à? Đây, đấm đi. Ây ôi, ôi, đấm anh như đàn ông thế em. Ôi ôi. Anh Hoàng, anh trêu con Nhung nhà em. Từ thành phố đến nông thôn, anh đang đứng trong địa phận của làng em. Con Nhung lại là gái làng em. Đấy, anh xem, hôm nay anh sẽ ra sao? Anh xác định đi, nhá. Tuấn, đọc lệ làng lên cho anh Hoàng nghe. Bảo vệ gái làng, sẵn sàng đổ máu. À, sẵn sàng đổ máu. Ây da, bọn này lại chó cậy gần nhà rồi. Đã thế thì... Dạ, thưa anh Dương, anh Tuấn,
Anh Hiếu và chị Thảo ạ. Em là Hoàng, nhà em đầy tiền. Em thì đã mến Nhung từ lâu. Hôm nay em sang đây, mong là anh chị tạo điều kiện cho em được tìm hiểu Nhung ạ. Thôi thôi thôi, tốt nhất anh đi về đi. Mất tìm nữa thì mai anh cũng không hiểu đâu. Ôi thì cái Nhung im nào, để anh xử lý nhá. Anh Hoàng ạ, anh muốn tán gái làng em ấy, thì anh phải theo lệ làng của em nhá. Bây giờ em sẽ đưa ra cho anh những thử thách. Anh mà vượt qua ấy, thì anh tán con Nhung. Còn nếu không vượt qua được ấy, thì cút, ngựa và xéo nhá. Được. Mày nói đi. Vì Nhung nhá, anh á, mấy núi anh cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Trai làng bên văn thơ được đấy nhá. Được rồi, phần thi đầu tiên nhá. Thử trí khôn. Úi dồi ôi, anh á, thừa trí khôn. Thừa à, được đấy nhá. Được rồi, bây giờ anh thử nói chữ Coca-Cola mà hai môi không chạm vào nhau em xem nào. Ui giời, quá dễ. Nhìn đến đọc đây à. Coca-Cola. Úi giời, thế chứ, đơn giản đấy. Đố gì khó hơn đi. Được rồi, thế bây giờ anh thử nói chữ Coca-Cola bình thường em xem nào. Coca-Cola. Rồi, đấy. Anh nói bình thường như thế nó có chạm môi không? Coca-Cola. Không. Thế tại sao khi nãy anh nói anh phải cố gắng cho hai môi nó không chạm vào nhau? Hả? À, cô như thế à? Hả? À. Ồ. Thôi được rồi, phần trí tuệ coi như xong. Giờ đến phần tài năng. Một người ngu thì có thể chấp nhận được, nhưng mà phải có tài. Giờ đến lúc anh gỡ điểm thế này. Ờ, à, mày nói đi. À, anh nói đi. Ok, giờ anh Hoàng hãy hát cho em một bài hát thật vui trên nền nhạc buồn. Ồ, ở đâu ra mà có cái đề bài khó thế? Ồ, đây là làng của em, sân chơi của em ra cái gì mà chả được. Đúng. Được rồi, vì Nhung, anh có thể làm tất cả nhá. Hát một bài hát vui trên nền nhạc buồn à? À, rồi, nghe này. Ôi, vui ơi là vui, hôm qua vui mới ăn gà, hôm nay vui đã bỏ nhà ra đi. Ôi, vui ơi là vui. Vui. Ôi, đâu hết rồi. Ơ, đâu nhanh thế nhỉ? À, xoay phải đây đúng rồi, đúng rồi. Em từ từ hát, từ từ xem nào. Rồi, được rồi, được rồi. Được rồi đấy, đẹp rồi. Nhanh lên ra nhỏ tí. Vâng. Đấy, con Nhung với con Thảo trang trí nốt cho đẹp đi nhá. Ta vào trong kia giúp anh Dương tí, Đình Thuận đi. Đi. À, Thảo, treo nó đi để chị đi lấy mấy cái lì xì. Ơ, sao lại có cái hộp túi sách ở đây nhỉ? Ơ, đùa à? Kìa. Ơ, sao lại chạy? Ơ, kìa. 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 Danh giới nhá. À, nào, phép vua còn thua lại làng nhá. Bên đấy là làng chúng mày, bên này là làng của tao. À, thò sáng. Anh Hoàng, anh chán sống à? Úi giời ơi, sống ai lại chán bao giờ em. Nhung ơi, đất này chẳng giống đất xưa. Đã có vợ mới, sẽ đưa về nhà. Em đang đứng ở địa phận đất của làng anh. Hôm nay á, em có chạy đằng trời. Này anh Hoàng, anh đừng có mà manh động nhá. À, tao chả cần biết đứa nào manh động nhá. Đây là làng tao, mày thử thò chân sang xem hả? Tao cho mày ăn cháy đắng ngay. Thôi hả? Anh Hoàng, thả em ra. Không, ai lại thả ra bao giờ. Em phải về nhà anh nhá. Anh sẽ dành riêng cho em một cái biệt phủ. Em tha hồ mà hết, sẽ chả có ai nghe thấy đâu mà. Anh nhớ liều ạ, làm lên nấm luôn, sợ cái gì. Mày bị điên à? Đây là ranh giới làng, mày hiểu không? Mày chỉ cần bước sang thôi, lúc về mày đi bằng xe lăn đấy. Thế sao hồi nay anh đánh Hoàng về nguyên vẹn thế?
Ui giời, bản chất ta nó lương thiện nên nó mới ra nông nỗi này chứ. Anh Hoàng nha, em nói cho anh biết, nếu mà anh không thả con Nhung nhà em ra thì em sẽ nói cho anh biết điều em chuẩn bị nói cho anh biết đây này. Nếu nói chung á là ta không thả người nhá. Chúng mày giỏi đấy, sang đây ta đập chết. Được. Được quá chứ nè. Thế nhá. Dạ thưa hai ông trẻ, hai ông trẻ vác cái Nhung về nhà họ con để con thực hiện kế hoạch gia tăng dân số cho dòng họ nhà mình ạ. Thế nhá. Bye bye. Ok. Lòng thật lòng thật lòng 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 lòng. Anh Hoàng. Long thật lạc thật lòng thật lòng lòng. Lạc thật lòng thật lạc lòng lòng lòng. Thật lòng. Chị ạ. Mày. Ai ơi. Mày làm cái gì đây? Em bắt vợ. Mày có biết bắt người trái phép là đi tù không? Em không. Ai ơi. Về làng đầu têu rủ hai ông trẻ đi trêu gái. Hát thằng này. Mày nhỏ. Hai ông trẻ đi về đi. Cháu xử hướng này. Này, đi lên đây. Chị xin lỗi nhá. Tại thằng Hoàng nó thích cái Nhung quá nên nhiều khi nó không bình thường. Mấy đứa thông cảm nhá. Dạ vâng. Mà chị Nhung ơi, về chị xích anh Hoàng và chị nhá. Không cứ hỏi ra là ông ấy lại bắt cái Nhung nhà em đi. Bọn em mệt lắm. Được rồi, chị sẽ để ý nó. Mấy đứa về đi, về ăn Tết vui vẻ nhá. Vâng. Thằng này, đi về. Thôi, về ăn cơm. Xong rồi anh còn chia thịt, cho chúng mày mang lên thành phố. Ăn từ giờ đến lúc nghỉ Tết luôn. Đi về thôi. Nhung ơi, Tết anh ra sông nhà nhá. Về thôi, về thôi, về thôi.